Đình Vân Thế Giới Máy xin chào bà con. Hôm nay Đình Vân giới thiệu tới bà con một bộ máy dùng để thái lát thuốc nam rất là đều và đẹp, phục vụ cho quý bà con có nhu cầu sử dụng những cái dược liệu quý hiếm. Đây là chiếc máy thái thuốc nam hiệu Takeo, được sản xuất và phân phối độc quyền của công ty Takeo. Máy được thiết kế với bộ khung rất là dày, chắc chắn, khung V liền, chống rung, đảm bảo chống rung rất là cao. Hệ thống buồng thái thiết kế hình tròn. Phía đằng trước đây là đầu ra dược liệu. Hệ thống đường cho nguyên liệu vào được thiết kế hai đầu. Một đầu dùng để thái những thân cây thuốc và rễ ra những lát thuốc đều đẹp, mịn. Và đầu còn lại dùng để thái những thân cây thuốc nhỏ ra với chất lượng và công suất cao. Và hệ thống buồng lái được thiết kế gồm 4 lưỡi dao thái. 4 lưỡi dao thái được tôi luyện bằng thép rất là bền bị, chắc chắn và đảm bảo độ sắc bén lâu dài cho bà con trong quá trình sử dụng. Tiếp theo là hệ thống truyền tải của máy được thiết kế qua pulley và dây đai. Motor điện 1 pha, điện sử dụng điện gia đình 220V, motor điện 2,2 kW và có công suất là 3 ngựa. Motor được thiết kế là motor ruột đồng 100%, có chính sách bảo hành cho bà con 12 tháng, lỗi đổi mới. Ngoài ra, cơ cấu về phần điện còn thiết kế 1 CB an toàn, đảm bảo cho bà con sử dụng an toàn trong quá trình sử dụng, bảo vệ động cơ. Với bộ sản phẩm này, quý bà con đang có nhu cầu để thái ra những lát thuốc dược liệu đẹp đều, mang lại chất lượng tối đa cho người sử dụng, quý bà con hãy liên hệ với cửa hàng chúng tôi qua số điện thoại ở phía góc trái màn hình hoặc đến tại cửa hàng để được chúng tôi tư vấn và hướng dẫn sử dụng chi tiết hơn về sản phẩm. Xin chào và hẹn gặp lại bà con.